Con xin kính chào quý cha, quý sư, quý phê và quý anh chị. Hôm nay là thứ ba ngày 28 tháng 3 năm 2023 và là thứ ba của tuần thứ năm mùa chay Le Mardi de la Cinquième Semaine de Carême. Và bài tin mừng của ngày hôm nay trích từ Phúc âm theo Thánh Gioan chương 8 câu 21 tới câu 30. Và trong đoạn Phúc âm này con xin chia sẻ giải thích năm điều. Điều thứ nhất là nói về động từ Moria. Điều thứ hai là nói về động từ Sodonelamo. Điều thứ ba là nói về giới từ the mà chúng ta thấy ở trong các cái câu này. Điều thứ năm nói về giới từ a và sau cùng nói về thì future anterior. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, lúc ấy Đức Giêsu nói với các người pharisiên như thế này: Je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. Ở đây con lại xin nhắc lại một cái điểm nhỏ là khi chúng ta thấy động từ nhóm 1 mà chia ở thì tương lai thì chúng ta không phát âm ký tự. Chúng ta không phát âm là chercherez mà chúng ta phát âm là chercherez. Khi ấy Đức Giêsu nói với các người Pha-ri-siêu như thế này: Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi và các ông sẽ chết trong tội của các ông. Ở trong bản văn tiếng Việt là tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Các ông sẽ chết trong tội của các ông. Thì đó là hai cái cách diễn tả. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được. La u là cái chỗ mà tôi sẽ đi thì các ông không thể tới được. Và bây giờ con xin chia sẻ về động từ moria. Động từ moria có participa celer mor. Đây là một trong 10 động 4 động từ khi chia ở thì quá khứ chúng ta phải chia với auxiliaire être như chúng ta sẽ thấy ở bên này. Và đây là thì hiện tại: Je meurs, tu meurs, il meurt, nous mourrons, vous mourrez, il meurt. Và chúng ta chia thì chia động từ mourir ở thì hiện tại mà thực sự rất là ít dùng, bởi vì chỉ dùng ở nghĩa bóng thôi. Chẳng hạn như là tôi mệt đến chết được, tôi đói đến chết được, je meurs de faim, tôi khát chết đi được, je meurs de soif, thực sự nói như vậy chứ không có chết, là bởi vì chúng ta nói cho nó có một cái sự cường điệu. Và chúng ta dùng ở thì hiện tại: Je meurs, tu meurs, il meurt, nous mourrons, vous mourrez, il meurt. Đó là chia ở thì hiện tại. Bây giờ chia ở thì quá khứ thì chúng ta đã nói là đây là một trong 14 động từ phải chia với auxiliaire être. Và khi chia với auxiliaire être thì phải có sự phù hợp accord giữa chủ ngữ và participe passé. Je suis mort, nếu là người phái nam, nếu là người phái nữ, je suis mort. Tu es mort, il est mort, thì chúng ta chỉ có một cách thôi, bởi vì đây là đại từ phái nam. Nous sommes mort thì chắc chắn phải có s, và nếu là phái nữ thì phải có os. Vous êtes mort, ils sont mort. Như vậy chúng ta thấy đây là một trong 14 động từ chia với auxiliaire être. Và khi chia ở thì tương lai thì chúng ta có một điều chúng ta cần phải nhớ. Động từ mourir chia ở thì tương lai là je mourrai. Và chúng ta lấy cái căn này MOUDER, chúng ta ghép với cái bộ đuôi của tương lai là AIASAONSEZONT. Nhưng mà khi chúng ta ghép vào, chúng ta sẽ thấy phát âm ở ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai số nhiều nó giống hệt bên này. Ở bên này chúng ta cũng phát âm là nu mua hôn, ở tương lai chúng ta cũng phát âm là nu mua hôn, ở hiện tại chúng ta phát âm là vu mua rê, ở tương lai chúng ta cũng phát âm là vu mua rê. Nhưng mà thực sự ra ở tương lai chúng ta thấy có hai e: Nous mourrons deux heures, vous mourrez deux heures. Trong khi ở thì hiện tại chúng ta chỉ có một R thôi. Đó là thứ nhất, con xin chia sẻ về cái động từ mourir. Và với participe passé là more thì chúng ta có thể đổi nó ra thành danh từ la mort, là sự chết hoặc là thần chết, la mort. Je m'en vais, tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Các ông sẽ chết trong tội của các ông. Nơi tôi đi thì các ông không thể tới được. Les Juifs disaient, và các người Do Thái nói như thế này: Veut-il donc se donner la mort, puisqu'il dit là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. Người Do Thái nói là ông ấy sẽ tự tử hay sao mà lại nói nơi tôi đi các ông không thể đến được. Người Do Thái nói là ông ấy sẽ tự tử hay sao? Se donner la mort thì chúng ta vừa mới nói là participe passé của mourir là mort, và chúng ta có thể lấy đó để làm danh từ. Danh từ là la mort, là sự chết. Như vậy,
Ông ấy tự đưa cái chết tới cho mình, pseudonylamo, tức là tự tử. Ở trong bản văn tiếng Việt của chúng ta dịch là tự tử, ở trong bản văn tiếng Pháp là pseudonylamo, tự chuốc lấy cái chết. Và nếu chúng ta dùng theo nghĩa bình thường thì tự tử đó là sơ suicide, pseudonylamo thì tương đương với sơ suicide, có nghĩa là tự tử. Và động từ sơ suicide là một trong 60 động từ bản thân nó là phản thân, tức là luôn luôn là phản thân. Và trong một cái danh sách chúng ta đã biết đó là những động từ gọi là essentiellement pronominal, essentiellement pronominal, những cái động từ mà luôn luôn nó là phản thân, không có động từ suicide mà chỉ có động từ sơ suicide. Trong từ này chúng ta thấy trong báo chí hay dùng ạ, có hầu như thỉnh thoảng chúng ta lại thấy có một cái ca tự tử, tự đưa cái chết lại cho mình, tự gieo cái chết lại cho mình, pseudonymous, nhưng mà trong thời sự người ta dùng động từ sơ suicide. Ông ấy muốn tự tử hay sao? Bởi vì ông ta đã nói là nơi tôi đi các ông không tới được. Và theo ý kiến riêng của con, nếu dịch như thế này thì nó cũng có một ý nghĩa như vậy mà dễ nghe hơn. Người Do Thái nói rằng ông ta đi tìm cái chết hay sao? Ông ta đi tìm cái chết hay sao? Bởi vì ông ta nói là cái nơi tôi đi các ông không tới được. Gieo mình xuống sông, gieo mình xuống biển, gieo mình xuống vực sâu. Ông ta đi tìm cái chết hay sao? Ở đây dịch là tự tử. Il leur répondit, Chúa trả lời họ như thế này: Vous, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Bốn giới từ đầu này thì có nghĩa là xuất phát, xuất xứ. Và nếu chúng ta đối chiếu với tiếng Anh thì nó là from. Các ông từ hạ giới, còn tôi từ thượng giới. Trong bản văn tiếng Việt là các ông bởi hạ giới, còn tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này, còn tôi không thuộc về thế gian này. Tất cả những cái chữ mà bởi hay là thuộc về thì cũng là từ giới từ the. The này là from, from là từ. Các ông từ hạ giới mà ra, còn tôi từ thượng giới. Các ông từ thế gian này mà ra, còn tôi không phải từ thế gian này mà ra. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Và chúng ta lại gặp lại động từ mourir ở thì tương lai này. Bởi vậy tôi đã nói là các ông sẽ chết trong tội của các ông. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Thật vậy, nếu các ông không tin là tôi hằng hữu thì các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Như vậy từ trên xuống dưới này 3 lần thì trong bản văn tiếng Việt thì đều nói là các ông mang tội lỗi của mình mà chết. Và thì nó cũng giống như là các ông chết trong tội lỗi của các ông. Je suis này được viết hoa lên. Nếu không các ông không tin tôi là đấng hằng hữu thì các ông sẽ mang tội mình mà chết. Alors, ils lui demandaient, và nghe như vậy thì họ hỏi Chúa, Toi, qui es-tu? Ông là ai? Đức Giêsu trả lời họ, Je n'ai pas cessé de vous le dire. Động từ cesser, de faire quelque chose, cesser đi với giới từ de, cesser de faire quelque chose. Ở một chỗ khác, Chúa nói ở trong trong Gioan, anh em đừng xao xuyến nữa. Tức là anh em hãy ngưng cái chuyện xao xuyến đi. Anh em bỏ cái chuyện cesser de, tức là ngưng cái chuyện mà cứ xao xuyến đi. Ở đây chúng ta thấy là tôi không ngừng nói. Động từ cesser de, tôi không ngừng nói, je n'ai pas cessé, nói với các ông rằng, à votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. Ở đây còn thấy là có cái cấu trúc, j'ai beaucoup à dire et j'ai beaucoup à juger. Tôi có nhiều điều phải nói, tôi có nhiều điều phải xét đoán, juger là xét đoán, là phán xử. Ở trong tiếng Việt chúng ta chỉ có một cách nói là phải, tôi có nhiều điều phải nói với các ông. J'ai beaucoup à dire. J'ai beaucoup à juger. Con xin đưa ra một số các cái ví dụ sau để chúng ta thấy. Tôi, một em học sinh, nó nói là tối nay con có 5 bài làm phải làm. J'ai 5 devoirs à faire. Như vậy, con có 5 cái bài tập phải làm. Hoặc là một người thợ nói là tôi còn 3 cái máy nữa phải sửa. 3 cái máy điện thoại, hoặc là máy vi tính, hay là cái máy xe. J'ai encore trois appareils à réparer. Tôi còn 3 cái máy để sửa nữa. Và chúng ta nói với một người bạn thân, tôi có một cái chuyện này muốn nói riêng với bạn. Tôi có một cái chuyện này muốn nói riêng, muốn thổ lộ, muốn ký gửi cho bạn. J'ai quelque chose à te confier. Hoặc là hôm nay trời mưa,
Mưa gió rầm rề từ sáng đến chiều, tôi không có chuyện gì để làm cả. Je n'ai rien à faire. Và hoặc là tôi không có gì để ăn cả. Ở trong các cái vùng đói kém, tôi chẳng có gì để ăn cả. Je n'ai rien à manger. Hoặc là chúng ta thấy có cái câu mà chúng ta hay hay coi trong thời sự, ví dụ ở, chỉ có lấy một ví dụ như là hai cái đội bóng, một cái đội này nó thua rồi và chỉ còn ít phút nữa thôi, nó tràn lên nó tấn công, bỏ ngỏ hết cả cái phần sân của mình, bởi vì họ chẳng còn gì để mất nữa, thua thêm một cạnh một trái hai trái nữa thì cũng chẳng sao, mà may ra có thể gỡ được. Il n'y a rien à perdre. Vậy chúng ta thấy là từ trên xuống dưới, chúng ta dùng giới từ A, nhưng mà đôi khi nói là con có 5 bài làm phải làm, tôi còn 5 cái máy cần phải sửa nữa, tôi có chuyện này muốn thổ lộ cùng bạn, tôi không có gì để làm cả, có khi là để, có khi là phải, có khi là cần. Nhưng mà chúng ta cũng cần làm quen với cái cách nói của tiếng Pháp: avoir quelque chose, à faire quelque chose, có cái gì để làm cái gì. Như vậy ở trong bài này Chúa nói là tôi có nhiều điều phải nói và có nhiều điều phải xét xử. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. Nhưng đấng đã sai tôi là đấng chân lý, đấng chân thật. Còn tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe từ người. Il ne comprit pas qu'il leur parlait du Père. Il, đây là các người Do Thái. Các người Do Thái họ không hiểu là Đức Giêsu nói với họ về Chúa Cha. Jésus leur déclara, và Đức Giêsu nói với họ, déclaré là tuyên bố với họ như thế này: Quand vous aurez élevé le fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi je suis et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Ở đây con in màu đỏ cái động từ, ở đây có hai động từ, ở với mệnh đề phụ thì là thì, chúng ta gọi là futur anterior, tiền tương lai đó. Rồi ở bên vế của động từ chính chúng ta có futur. Công thức thành lập thì futur anterior đó là chúng ta lấy futur của avoir hoặc là futur của être rồi ghép với participe passé. Trong nếu chúng ta có những cái động từ bắt buộc phải chia với être, chúng ta chia với futur của être. Ngoài ra thì chúng ta chia với futur của avoir. Ở trong bài này, quand vous aurez élevé le fils de l'homme, chúng ta thấy là aurez là tương lai của thì của động từ avoir. Quand vous aurez, rồi chúng ta ghép với participe passé của động từ élever, élever là nâng lên cao. Quand vous aurez élevé le fils de l'homme, khi các ông nâng cao lên con người. Như vậy công thức của thì tương lai, future anterior, đó là chúng ta lấy future của avoir hay là của être, rồi chúng ta ghép với participe passé. Và ở đây chúng ta đối chiếu thì thấy này, future anterior của avoir đó là aurez, quand vous aurez, rồi chúng ta ghép với participe passé của động từ élever, tức là đưa lên cao. Quand vous aurez élevé le fils de l'homme, vous comprendrez que moi, các ông sẽ biết là tôi là đấng hằng hữu. Đó là động từ élever chia với auxiliaire avoir. Giả sử chúng ta có một cái động từ chia với auxiliaire être thì chúng ta lại lấy cái future của être. Ví dụ như một một người phụ nữ nói là một đứa con gái nó nói là nó nói với mẹ nó, ba mẹ nó, bao giờ con tới con sẽ gọi điện cho ba mẹ. Chẳng hạn nó đi công việc, đi du lịch ở chỗ nào, bao giờ con tới nơi con sẽ gọi điện. Tức là cái hành động tới nó sẽ đi tới trước, rồi gọi điện nó sẽ đi sau, mặc dù chỉ đi sau có một chút thôi. Tới nơi rồi lấy điện thoại ra gọi thì có một cái đi trước và một cái đi sau. Quand je serai arrivé, arrivé này phải có ơ bởi vì chúng ta vừa mới giả thiết đây là một người phụ nữ, một đứa con gái. Khi con tới nơi con sẽ gọi điện cho mẹ ngay. Je te téléphonerai. Như vậy một là hành động đi trước, một hành động đi sau, tất cả hai hành động này đều cùng xảy ra ở trong tương lai. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi, người không để tôi cô độc vì tôi hằng làm những điều đẹp ý người. Đẹp ý người ở đây chúng ta thấy có tính từ agréable, agréable là dễ chịu, bởi vì tôi luôn luôn làm cái điều mà dễ chịu cho người. Sur ces paroles de Jésus, beaucoup croient en lui. Và khi nghe Chúa Giêsu nói thế thì có nhiều kẻ tin vào người. Croire là passé simple của thứ ba số nhiều của động từ croire.
croire en lui, tin tưởng nơi người. Ở đây là giống như cái động từ croire ở trong kinh tin kính, con tin kính Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, croire en quelqu'un. Và con xin cảm ơn và con xin kính chào quý cha, quý sư, quý phè và